Cơ sở vật chất là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, chuẩn bị bước vào năm học mới, số lượng học sinh tăng, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh không đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất. Phòng học chật chội, xuống cấp ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học của giáo viên, học sinh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 500 trường học, trong đó có 397 trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục. Mặc dù vậy, so với yêu cầu thực tế đặt ra, điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục còn khó khăn, thiếu thốn, chưa đáp ứng được nhu cầu. Một số trường học còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Trường mầm non Đức Bác, xã Đức Bác, huyện Sông Lô là một trong số những trường như vậy. Được xây dựng từ năm 2002, đến nay trường mầm non Đức Bác đã bị xuống cấp nghiêm trọng, một số lớp học và bếp ăn bị hư hỏng. Diện tích các lớp học nhỏ hẹp, số phòng học ít, trong khi đó số lượng học sinh đông và liên tục tăng. Không chỉ khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, trường học còn thiếu giáo viên giảng dạy. Toàn trường có trên 500 học sinh nhưng chỉ có 26 giáo viên. Điều này đã gây ra những khó khăn nhất định cho công tác giảng dạy. Nhà trường là xây dựng từ năm 2002 đến nay, nhưng nhà trường là nói chung là cơ sở vật chất là trường tôi là gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là với số lượng, tổng số lượng học sinh là 513 cháu mà lại có 14 phòng học và một phòng học tạm, nên thực tế là nhà trường gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Số trẻ thì đông mà phòng học lại thiếu thốn, sân trường thì nói chung là cũng rất là chật chội, mà bếp ăn thì xuống cấp nhiều, nên là nhà trường là cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác và chăm sóc giáo dục trẻ. Tình trạng thiếu trường lớp không đảm bảo cơ sở vật chất cũng như thiếu thốn nhiều phòng chức năng ở trường học sẽ là trở ngại trong thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục. Về cơ sở vật chất, nhà trường bây giờ còn thiếu nhiều về cái tường rào, rồi thì các cái trang thiết bị phục vụ cho các cái phòng học chuyên môn, rồi thì các cái lớp học, sân trường, rồi đất đổ vào những cái vị trí mà diện tích đất nhà trường đã được mở rộng chưa được đổ đầy. Trước thực trạng trên, để đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, ngành giáo dục đã huy động các nguồn lực, nhất là nguồn vốn từ chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên để cải tạo và xây mới phòng học, phòng bộ môn, phòng thiết bị, thư viện và các phòng chức năng theo điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh, mở rộng thêm hơn 220 hectare diện tích đất một số trường học, xây dựng mới trên 1.300 phòng học kiên cố, tạo điều kiện cho các trường học nâng cao chất lượng dạy và học. Qua đó, phần nào đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của phụ huynh học sinh. Tôi là một trong những phụ huynh có con học ở trường mầm non. Về giảng dạy thì các cô là rất nhiệt tình và dưới sự đóng góp của các phụ huynh thì một ngày một phát triển về chương trình dạy học, nhưng về vật tư và trang thiết bị thì nói chung là chúng tôi muốn có những cái để nâng cấp hơn để cho các cháu như con tôi được học tập trong một môi trường khang trang và sạch sẽ. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồng thời làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục là hết sức cần thiết nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và xây dựng môi trường lành mạnh cho giáo dục phát triển toàn diện.